Chiều ngày 28 tháng 6, Sở Y tế An Giang tổ chức lễ trao quyết định điều động bổ nhiệm lại và nghỉ hưu đối với lãnh đạo quản lý các đơn vị y tế trực thuộc. Cụ thể, Sở Y tế An Giang quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Trần Tuấn Quy, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Tai Mũi Họng Răng Hàm Mặt thời hạn 5 năm. Kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2023, ông Nguyễn Phước Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Châu, thời gian 5 năm. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, ông Lại Công Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, thời hạn 5 năm, từ ngày 27 tháng 6 năm 2023. Điều động và bổ nhiệm ông Tôn Phước Thuận, trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền, phục hồi chức năng tỉnh, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2023. Dịp này, Sở Y tế An Giang cũng đã công bố quyết định thành lập và bàn giao bộ máy tổ chức Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh An Giang, đồng thời trao quyết định giao ông Tôn Phước Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh, phụ trách điều hành hoạt động của bệnh viện theo chức năng nhiệm vụ do pháp luật quy định và phân công của cấp có thẩm quyền, và trao quyết định chuyển công tác cho 17 viên chức về Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh.